Rồi, xin chào bạn, thì hiện tại mình đang trên tay có chiếc Xiaomi Redmi Note 4 và một chiếc smartphone tầm trung, và vừa được ra mắt cách đây không lâu. Thì cái chiếc máy này là nó có giá bán là khoảng 4,7 triệu đồng, cũng như là đây là chiếc máy hàng chính hãng. Thì các bạn thấy là chiếc Redmi Note 4 này nó được đóng gói trong một cái hộp cũng rất là đơn giản thôi. Nó có tông màu trắng với hình số 4 phía trên, và cạnh thông sẽ là in tên của sản phẩm cũng như là thêm của dòng chữ là Global Version, tức là phiên bản quốc tế. Còn sau của cái hộp thì các bạn sẽ nhìn thấy là có một số những cái thông tin cơ bản, như là máy này là hai sim nè, rồi nó được trang bị một cái con chip xử lý là Qualcomm Snapdragon 625 8 nhân, rồi chúng ta có một cái kích thước là 5.5 inch Full HD, rồi camera sau 13 chấm, cam trước 5 chấm, rồi vân tay một chạm cũng như là pin 4001. Ok, rồi bây giờ mình sẽ mở hộp lại cho bạn xem coi là bên trong sẽ có gì ha. Đây là hiện tại cái phiên bản mình lấy được là nó có RAM 3GB cũng như là nó có bộ ở trong là 32GB. Rồi bây giờ mình sẽ tháo ra như thế này. Đó, thì đây là cái máy, và cái phiên bản mình mượn được nó là nó sẽ có màu vàng đó. Rồi mình sẽ sạc bên ha. Thì phụ kiện nó kèm theo cái máy Redmi Note 4 hàng chính hãng, chúng ta sẽ có thứ nhất là một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng nhanh ở đây, và chúng ta có thêm một cuốn sách khác nữa, bạn nào rảnh thì cứ đọc. Rồi phụ kiện thì chúng ta sẽ có một cái sợi cáp, thì cái sợi cáp này là nó ở dạng chuẩn là micro USB đó, con thấy đây nha, chứ không phải là chuẩn Type-C. Rồi chúng ta có một cái cục adapter sạc, thì cái cục adapter sạc này nó không phải là sạc nhanh, nó có nguồn điện ra là 5V 2A đó, không phải sạc nhanh, sạc thường thôi. Và cuối cùng là chúng ta sẽ có một cái vô dập sim đó. Rồi như vậy là Xiaomi không có tặng kèm cho chúng ta tai nghe. Rồi bây giờ mình sẽ sạc qua ha. Thì quay trở lại về cái chiếc máy này, thì các bạn thấy là cái chiếc Xiaomi Redmi Note 4 nó được thiết kế theo dạng nguyên khối, và khác biệt một chút so với chiếc Redmi Note 3 trước đó, thì cái máy này nó được làm bo cong ít hơn, nó chỉ bo cong ở hai cạnh bên thôi, chứ còn hai cạnh trên dưới thì nó được làm phẳng chút xíu. Và mặt sau của chiếc máy này thì được làm chia làm 3 phần, trong đó hai phần trên dưới thì được làm bằng nhựa, và nó cái tông màu của nó sẽ khác biệt một chút xíu. Còn chính giữa sẽ là một cái phần tấm kim loại và được làm dạng nhám, nó giúp cho các bạn mà hạn chế bám mở vân tay cũng như là cầm nó chắc tay hơn đó, do cái phần cạnh hai bên nó bo cong cho nên là các bạn cầm nó cũng không bị cứng tay. Thì mặt sau của cái máy chúng ta nhìn thấy là một cái logo của Xiaomi đây ha, và đây là một cái cụm camera. Thì cái cụm camera này nó không được làm lõi lên, cũng như là nó có độ phân giải là 13 chấm, một cái cụm đèn spotlight hai tông màu ở bên dưới, và một cái cụm bật cỡ vân tay đây. Rồi về các cạnh của máy thì về cạnh phải chúng ta nhìn thấy là hai cái phím tăng giảm lượng và cái phím nguồn. Thì cái máy này là nó có kích thước là 5.5 inch, và mình thấy là cái việc mà bố trí các nút bấm á, nó cũng khá là thuận tiện, nó không bị quá với tay. Rồi và cạnh dưới thì chúng ta có là một cái cổng mic được làm giả loa, và một cái cổng micro USB, và một cái loa ngoài. Thì mình đánh giá cái chất lượng ngoài gia công của cái cổng mic và cái giả loa ngoài thì nó không có được đẹp lắm, nó không được tinh tế, nó rất là bình thường đó. Rồi và về cạnh trái của máy thì chúng ta nhìn thấy là duy nhất là một cái khe cắm sim. Thì cái máy là hai sim hai sóng, hoặc là các bạn sử dụng hai sim, hoặc là một sim một thẻ nhớ. Trên cùng là chúng ta nhìn thấy là một cái cổng tai nghe 3.5, một cái cổng hồng ngoại và một cái cổng bích để mà ghi âm. Thì may mắn là Xiaomi đã trang bị cho cái chiếc máy này một cái cổng hồng ngoại để mà các bạn có thể điều khiển được những cái thiết bị ngoại vi như là tivi gì đó chẳng hạn. Và đây là mặt trước của máy ha. Thì cái chiếc Xiaomi Redmi Note 4 này nó chúng ta sẽ có là một cái màn hình kích thước là 5.5 inch, độ phân giải là Full HD, và cạnh trên chúng ta nhìn thấy là một cái cảm biến tiệm cận nè, một cái giải loa ngoài và một cái cụm camera trước 5 chấm. Bên dưới là ba cái phím cảm chức năng là phím menu, phím home và phím back. Thì toàn bộ cái phần mặt trước này được bảo vệ bằng một cái lớp kính cường lực, và nó được làm bo cong 2.5D, cho nên là khi mà bạn vuốt những cái về màn hình đó thì nó rất thoải mái, nó không bị cứng tay. Rồi thì đó là về phần tổng quát về chiếc máy. Bây giờ mình sẽ nói về chi tiết hơn, và đó là về cái phần màn hình. Thì đây là màn hình trên cái chiếc Redmi Note 4, và nó có độ phân giải là Full HD, và nó dùng tấm hình là IPS. Thì mình giá cái chất lượng hiển thị màn hình trên cái chiếc Redmi Note 4 này rất là tốt. Nó tốt hơn rất là nhiều so với những phiên bản trước đó. Nó cho màu sắc nó rất là trung tính, nó không có quá rực rỡ, mà còn những thấy là những chi tiết hiển thị như là phông chữ, những cái icon hiển thị này rất là sắc nét. Rồi mình thấy là ngoài ra là cái viền màn hình của cái chiếc máy này thì nó cũng gọi là hơi dày đó. Mình thấy là cái đường viền đen màn hình nó hiển thị rất là rõ khi mà các bạn truy cập vào cái phần cài đặt, hoặc là các bạn xem những cái nội dung mà có nền trắng á, thì rất thấy là rất là rõ. Ngoài ra thì ba cái phím điều hướng chức năng này á, thì nó sẽ có đèn nền màu trắng, tuy nhiên thì nó không có được sáng cho lắm, nhất là bằng sử dụng ngoài trời. Thì đây là cái giao diện của cái máy ha. Thì cái máy này được cài sẵn hệ điều hành là Android 6.0.1, và nó được sử dụng cái một cái giao diện là MIUI 8.1. Bây giờ mình sẽ vào cái mục là đó, đây là thông tin của máy ha, chúng ta có Android 6.0.1 nè, nên
giao diện là EMUI 8.1. Và cái máy này nó có là 3GB RAM. Đó, bổ trong nó là 32GB. Rồi thì giờ mình sẽ dạo dạo một chút cho bạn xem về cái giao diện của phần thiết lập của máy ha. Thì có thấy là với cái giao diện là EMUI mới này thì những cái icon, những cái giao thiết lập trong cái mục setting thì được Xiaomi làm lại nó rất là đơn giản và nhìn rất là trực quan. Nó chia thành rất là nhiều phần khác nhau, chúng là cũng là chẳng hạn là chúng ta có phục là network, đó là về một màn kết nối mạng á, thì Xiaomi gom lại như vậy là có kết nối wifi, bluetooth và được những cái kết nối khác. Rồi chúng ta có một display. Mình là hôm nay mình chỉ trên tay nhanh thôi ha, còn đánh giá chi tiết thì mình sẽ có một cái bài viết đánh giá sau. Rồi ngoài ra thì Xiaomi cũng có đi kèm thêm một cái ứng dụng là Mi Remote để mà hỗ trợ cho cái việc mà quay điều khiển những cái thiết bị ngoại vi thông qua cái cổng hồng ngoại. Bây giờ mình sẽ mở cái mục camera cho bạn xem. Thì đây là cái mục camera, thì nó cũng tương tự như là những dòng thiết bị khác của Xiaomi, rất là đơn giản thôi. Chúng ta có một nút bấm chụp đây, muốn quay phim mình nút chuyển qua lại giữa camera sau và trước. Thì mình đánh giá là cái chất lượng ảnh chụp mà độ phân giải 13 chấm được camera sau này thì nó tốt hơn một chút xíu. Đồng thời thì con thấy là cái nút bật tắt HDR sẽ được bố trí ở phía góc bên tay phải ở đây. Tuy nhiên thì cái máy này nó không được trang bị chống rung, cho nên là các bạn chụp có thể các bạn phải chịu khó dựng phát chắc tao chút xíu nếu như các bạn không muốn ảnh nó bị ao nét. Rồi còn về tốc độ chụp thì mình thử bằng xem mà đó, tốc độ chụp nó rất là nhanh. Tuy nhiên thì như mình cái chất lượng ảnh ra thì nó chỉ ở mức gọi là khá thôi chứ chưa được sự ấn tượng lắm. Ok, thì đó là về phần trên tay nhanh của mình ha. Mình sẽ cố gắng có một cái video chia sẻ chi tiết hơn cũng như đánh giá chi tiết hơn về cái máy này trong thời sắp tới. Rồi xin cảm ơn các bạn.